chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Em gối tay tôi về. Tôi cái gì? Suốt ngày hả? Kêu qua để chở con Tâm Ba ra đi chơi mà lần nào con cũng trốn là sao? Đã nói là con với Tâm Banda không hợp rồi mà. Vậy chắc hợp với anh Nguyên chắc. Ta nói gì vậy? Nói gì? Làm ơn tỉnh mộng giùm tôi một cái. Con Nguyên đời nào mà nó thích con? Mà sao mơ màng tới nó hoài vậy? Ai nói con thích Nguyên? Con chói nữa hả? Xin lỗi nha, tôi đi guốc trong bụng cậu á, không thích nó mà đi lặn lội lên trên thành phố để kiếm nó. Thì tình làng nghĩa sớm thôi mà ta Tám. Được, vậy thì Tám sẽ cưới con Tâm Banda cho mày. Ôi cái gì? Con đã nói là con không lấy vợ mà. Mày không lấy vợ không lẽ mày ở tới già tới chết với Tám luôn hả? Mà trời đất ơi, bằng tuổi con nha, người ta 4 năm đứa con nheo nhóc rồi, chứ không phải mà rảnh rang như mày đâu. Cái ta Tám tối ngày có đời cứ hỏi con sắp thất nghiệp rồi kìa mà không lo. Bây giờ cái lò cứ gớm của thằng Long nó có nguy cơ sắp dẹp lò kìa. Con không có việc làm rồi cưới vợ cho khổ một chùm. Khổ sao được mà khổ? Ai mượn mày cứ đu theo gớm hoài, càng dẹp nhiều cái lò càng tốt. Khỏi làm gớm nữa, ở nhà bán quán với Tám. Vậy đi, nhà mình á tuy không có giàu nhưng mà cũng đủ sống, đâu có gì đâu mà con lo. Con bây giờ đừng có kiếm cớ nữa. Được rồi, tao đi điện cho con Tâm Banda. Tám, để tối nay đi uống nước với con. Tám cái gì mà Tám? Đã nói là con không thích Tâm Banda mà. Tám ép dầu ép ở cho đã, rồi bây giờ Tám kim luôn ép gì luôn hả? Ép cái gì mà ép? Tám nuôi mày lớn, Tám có quyền, hiểu chưa? Cấm ý kiến cái cò gì hết. Mà nói nào ngay á, Tám là Tám chấm con Tâm. Nó dễ thương, nó tròn tròn, nói chung là nó dễ thương, giống Tám. Thôi đừng nói nhiều, nói chung là Tám kết nó rồi. Còn con Nguyên á, thì mày làm ơn mày dẹp giùm cái đi ha, không có tôi tưởng nó nữa, uổng công. Tám không có Tám chính gì nữa hết á. Để Tám đi gọi nó. Tám con hả Tâm? Tám nè, tình nó mắc cỡ nên là nó nhờ Tám gọi con. Tao mày uống nước với nó nha. Cái thằng này nó hay mắc cỡ lắm, nó gặp gái là nó nhát vậy đó. Vậy nha, tối mai nhớ gặp nghe. Tối ngày cứ bắt mình lấy vợ xảy nữa. Tám ơi, nè anh, hay mình cứ giờ đại cho Tám đi. Ba mẹ của mình bỏ mình, Tám nuôi mình cực khổ mà. Cái bà Quyên nó có đời nào mà thích mình.